Phương Anh xin gửi lời chào quý vị đang cùng đến với chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Và khung giờ quen thuộc 19:15 mỗi tối thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sang Vàng thực hiện. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những người chơi của hai đội. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với đội đẹp hơn. Vâng, chắc chắn rồi. Qua bên đây. Vâng, thưa quý vị, sở dĩ đẹp hơn là tại vì cái đội hình nó về chiều cao nó đều quá. Cho nên là chúng ta đến bên đây. Trà Ngọc không cần nhón đâu em, để lấy cái đôn cho em nha. Bình thường thôi. Bây giờ chúng ta qua bên đây, chúng ta làm quen với các thành viên của đội. Xin mời các bạn. Dạ, đội đẹp hơn xin được phép giới thiệu trước ạ. Nhóm em tên là TVB. TVB. Dạ. Là ghép từ chữ cái tên đầu tiên của... À, của từng người á hả? Dạ, của ba người tụi em lại. Ngày hôm nay em rất là vui khi được đến đây gặp lại những người bạn cùng lớp với mình. Không nha bạn... em ơi, bên này không ai vui khi gặp em nha. Và anh cũng không cùng lớp với em. Đúng anh rồi, ơi, không ai vui. Nó không có cái sự gọi là kết nối với nhau rồi. Kể từ lúc mà tụi em bước lên trên sân khấu này thì rõ ràng là bạn bè cũng không còn yêu thương em nữa. Dạ đúng ạ, có ký giấy rõ ràng hẳn hoi, coi như không quen biết. Ok, không sao cả, nhưng mà khi mà chúng ta nhận tiền thưởng thì chúng ta không nhận, chúng ta gửi hết tặng cho bạn. Thì tình bạn chúng ta sẽ được mà kết nối lại. Vậy mình đi chơi chi anh? Đi chơi cho vui thôi, anh nghe bảo tụi em đều gia đình có điều kiện mà chơi gì nữa. Gia đình có điều kiện, Vi giới thiệu Vi. À, mình là Huỳnh Thúy Vi. Hiện tại thì Vi đang công tác tại một ngân hàng và cũng như là đang có một công ty mỹ phẩm. À. Và song song đó thì cũng tham gia hoạt động nghệ thuật. À đấy, nên nói chung là cũng có điều kiện đó quý vị. Dạ, bán mỹ phẩm mà. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chàng trai đầu tiên, em chưa giới thiệu về mình nè. Dạ, em là Huỳnh Thanh Trực, em là diễn viên. Và vừa rồi em vừa mới tham gia xong một bộ phim rất là dễ thương và hy vọng mọi người sẽ ra đạp để xem phim với em ạ. Dạ vâng. Chàng trai với khuôn mặt thánh thiện nè, em giới thiệu lên tiếng đi. Dạ, thanh phong. Em mau bỏ luôn đi. Không, em đợi nãy giờ á, em đợi anh Phong. Dạ, chào anh Nguyên Khang. Chào em. Lần đầu tiên cho Trần Phong xin phép gọi lời chào đến quý vị khán giả. À, em là mắt biết đúng không? Dạ đúng rồi. À, bên này nè. Em là Dũng quá hả? Dạ đúng rồi. Anh thấy chưa? Thấy chưa? Anh Khang, Hà Lan bên này nè. Em đứng yên, nguyên cái làng đo đo bây giờ nó từ em rồi. Em không còn ở cái làng đó nữa. Cái đó là làng đo đo thôi, còn này là làng đô đô. Đô đô. Em nè, Xà Lan nè. Xà Lan. Xà Lan hả chị? Ở đây thì có ba cô gái rất là xinh đẹp, nhưng mà nếu mà xong chương trình này rồi á, không có ai có xe về thì nhân tiện để Dũng chở mấy bạn về. Trời ơi, em là chị nào á. Ủa em, cái xe của em là cái xe trong phim á hả? Dạ đúng rồi, chiếc 67 ngày xưa. Chiếc 67 hả? Tại vì anh nghe nói những cái gì, dòng xe đó nó cổ lắm rồi. Nhiều khi đang đi giữa đường nó chết máy là phải dắt luôn, dắt bộ luôn đó. Cẩn thận ha. Dạ thật. Trời ơi, anh nói sao mà bé Ngọc nó sợ nó bỏ về luôn. Bây giờ chúng ta qua bên đây. Thật ra anh nói đội bên kia đẹp hơn chứ thật ra đội của em là đẹp nhất đó. Đẹp nhất. Nhất luôn, nhất. Không có ai hơn tụi em hết. Chúng ta sẽ cùng làm quen với đội đẹp nhất. Sở dĩ chúng tôi gọi đẹp nhất lại là tại vì bên đây toàn là những bông hoa. Những bông hoa thật sự. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bông hoa đầu tiên. Xin chào mọi người, mình tên là Thúy An. Hôm nay là lần thứ hai An đến tham gia chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Thì hôm nay em cũng rất là hồi hộp. Em sợ là đội mình thua đội bên kia. Ê trời ơi. Chưa gì. Ủa, sao mà chưa đánh mà nản vậy? Chưa gì mà em lột trần đội vậy luôn nữa hả? Thì chị muốn qua đội bên kia luôn không? Chị muốn qua đội bên kia luôn không? Rồi ok. Rồi cảm ơn em. Á hậu Thúy An. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Quý. Mời Quý. Lời nói đầu tiên cho phép Huỳnh Quý gửi những lời chào tới quý MC, quý đội chơi, quý khán giả. Những lời chúc sức khỏe và lời chào cao quý nhất. Thì đây là lần thứ ba mà Huỳnh Quý trở lại với chương trình Bản Lĩnh. Trời ơi, em thi ba lần luôn hả Quý? Ủa anh ơi, biết rồi, nhìn bộ đồ là biết bà con với chị biên tập rồi anh nhìn nè. Thì đó, anh có mấy bộ đồ của em nó dính nè tới chương trình hay sao? Bây giờ em quay mặt này là một concept nè. Thì nó là cái mặt bàn. Còn em quay cái mặt này thì nó là nghe cái trọng tâm của cái bàn đó. Em là phải dính tới chương trình bởi lý do là sao em trở lại mùa ba là như vậy. Hay quá, hay quá. Rồi cảm ơn Quý. Vâng, chương trình cũng có được sự hiện diện của em cũng khá là thú vị. Và bây giờ tới Trà Ngọc. Xin chào tất cả mọi người, chào quý vị khán giả, chào anh Khang, chào đội bên kia, chào anh Phong. Trời ơi. Em nét quá. Gì vậy, em tôi nét thôi mà nó một đống nét luôn. Không có đâu, Xà Lan chào anh Phong, Xà Lan chào anh Phong. Thì
Em là Trà Ngọc thì như mọi người đã biết rồi, từ khi chương trình mình bắt đầu lên kế hoạch ghi hình thì em đã tham gia. Tuyệt nói chung là quá. Chương trình mình trường tồn. Dạ. Trường tồn, mãi mãi trường tồn, dạ. Mãi mãi phùng vinh. Dạ. Ok. Vâng, thế đội của em lên gì? Em nghĩ là đội mình tên là đẹp nhiều bên kia đẹp ít đi. Đúng rồi đó, thấy không? Chị Hàng nói đúng. Thưa quý vị, không cần để họ đặt tên nữa, tôi sẽ tự đặt. Dạ, đội A. Đây, đây, đây đẹp vừa, đây đẹp trội. Chúng ta sẽ cùng chào đón đội đẹp vừa và đội đẹp trội. Được chưa? Và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với vòng 1 của chương trình Bản lĩnh ngôi sao.